Sagai sẽ gánh đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên vào hai ngày 28 và 29 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch ra đời không chỉ với mục đích san sẻ gánh nặng cho những chị em phụ nữ vùng cao, mà còn tôn vinh nét đẹp truyền thống, nâng cao nhận thức về sử dụng chất liệu xanh trong cuộc sống. Đầu tiên thì mình sẽ có những hoạt động workshop tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động workshop tại Hà Nội. Và trong workshop thì mình sẽ có những hoạt động như là dệt vải trên khung cửi được hỗ trợ bởi nghệ nhân người Thái Sầm Dị Tình. Mình có thêu trên vải gai dầu dệt tay từ đồng bào Hờ Mông, và mình có cái việc tạo ra bức tranh biểu tượng dành cho chiến dịch từ những cái họa tiết thêu rất là đẹp mắt từ các bạn và từ vải vụn và vải thừa sau khi diễn ra workshop. Những sản phẩm vải của chiến dịch được làm từ cây gai dầu, một loại cây thân thiện với môi trường, được người dân tộc Hờ Mông, Hà Giang truyền nhau canh tác qua nhiều thế hệ. Mà khi mà nhìn thấy cách mà các chị làm từng cái sợi gai khi bỏ vào trong mảnh vải thì mới thấy được là cái công việc đó nó thật sự rất là tỉ mỉ và rất là cần rất là nhiều thời gian. Rồi sau đó thì mình có tham gia buổi theo, thật ra mình thì không có giỏi theo nhưng mà cũng rất là thú vị. Mình nghĩ là khi mà các chị đặt cái thời gian và cái tâm để ngồi làm cái đó, nó cũng không chỉ là mang đến thu nhập mà còn mang đến một cái giá trị văn hóa đến những người khác nữa. Sau thành phố Hồ Chí Minh, workshop sẽ di chuyển đến Hà Nội vào tháng 12 năm 2023 và kết thúc giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Giai đoạn 2 mang tên Gặt Sương, với hoạt động ra mắt bộ sưu tập túi gai dầu kết hợp họa tiết thổ cẩm của 5 dân tộc thiểu số. Doanh thu từ bộ sưu tập sẽ đóng góp cho hợp tác xã dệt vải. Bên cạnh ý nghĩa là đem lại một cuộc sống ổn định, một công việc ổn định hơn cho bà con dân tộc, đồng thời là gìn giữ cái truyền thống văn hóa dệt vải của bà con Hờ Mông, thì nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn là mình đem lại cho bà con thêm nhiều hơn những sự lựa chọn. Khi mà họ có những công việc ổn định, họ có nguồn thu nhập để họ có thể tin tưởng vào đó, thì họ có thể lựa chọn cho con họ đến trường, cho con họ đi học lên cao, đi xa hơn để trở thành những con người lớn hơn. Sagai sẽ gánh được Empower Women Asia, tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hướng về các làng nghề Việt, với các hoạt động hỗ trợ, bảo tồn, đồng tổ chức cùng hai thương hiệu thời trang bền vững, Hem ơi và La Phạm. Thì cũng rất là may mắn là mọi người rất là ủng hộ workshop. Mọi người đều có cùng một cái ý tưởng, một cái mục tiêu chung tay giúp đỡ bà con và hướng đến một tương lai xanh hơn, thân thiện và hòa hợp với thiên nhiên hơn. Nên là mọi người đều hưởng ứng workshop rất là nhiều. Dự kiến ban tổ chức sẽ trao nguồn quỹ và khởi động hợp tác xã vào tháng 1 năm 2024. Sau khi được ra đời, những tấm vải dệt đầu tiên được nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh và đội ngũ nhân sự của La Phạm sử dụng để tạo nên bộ sưu tập trình diễn tại London và Paris Fashion Week 2024.